Đất này là đất của tao, nhà này nhà của tao. Nó cho con tao rồi, bây giờ nó chết rồi, thì làm ơn mày đưa cái lưỡi cái con của mày á đi ra khỏi nhà tao ngay đi, cho đất đai ông bà này không có bị ô uế. Má, sao má nói vậy? Má nhắn chửi sỉ nhục con sao cũng được, nhưng mà con của con cũng là cháu của má, là máu mủ của má đó. Sao má ác mồm ác miệng quá vậy? Con của mày á là do mày lăng trả với thằng này thằng khác, rồi mày về á mày đem ra cho con tao nó hứng chịu. Con có loại con nào mà đi giết cha không? Trời ơi là trời, sao mà không tử hình nó, không có bắn nó chết cho rồi đi. Trời, bây giờ liệu đường, mày cuốn gói mày đi ngay đi cho tao, không là tao máu không ăn đó. Dạ em chào chị. Ủa em tìm ai? Dạ em là phóng viên ký sự pháp đình. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không ạ? Thôi mời em vào nhà. Em uống nước đi. Lúc mới lấy nhau á, chồng tôi cũng thương tôi lắm, cũng hay binh vực tôi. Nhưng mà má chồng tôi cứ xen vô, rồi chì chiết, rồi đặt điều đủ chuyện. Riết rồi á, ổng sinh ra nghiện rượu, rồi chửi rủa con cái, đánh đập vợ con. Gia đình tôi ra nông nổi này, một phần cũng do má chồng tôi. Nghĩ sao? Nay đám giỗ nhà ba chồng nó mà nó nấu mấy món lẹo tèo vậy? Con thấy con đủ món mà nội. Bà nội nói á, mày dám cãi hả? Bằng á là con cháu á, người lớn nói thì biết nghe thôi. Mày muốn chết hả? Mấy cái món khô queo khô quắc vậy nè, canh đâu mà mày la đủ? Dạ có canh rồi má. Thắp nhang cúng bà đi con. Dạ. Cái miếng này ba mày thích. Không ăn nữa hả? Không ăn nữa thì lụa đàn vịt tao ruộng cho tao. Không nè, con nó có ăn được cái gì đâu. Còn đàn vịt đó lát tôi ra thăm ruộng rồi tôi lùa đi luôn. Đúng rồi, kiếm cớ lùa vịt ra để lùa trai, thứ lẳng lơ mà. Nè, hôm bữa tôi thấy cô ở đông đưa với cái thằng nào ở ngoài ruộng á mà. Má, con có vậy đâu mà má nói vậy. Thuốc, dẫn đông đưa với trai hả mày? Nhưng mà thả tôi nha, má tôi không phải là con chó, tôi không đánh là người đánh nha. Mày tính làm gì? Còn nói nữa. Sao? Còn đánh nhau, rồi chứ hả dạ hay sao mà còn chăm vào vô lửa nữa hả? Cái gì? Trời ơi là trời! Coi nè, nó muốn giết ba nó rồi nó giết luôn bà già này nè. Trên đời này nó thử coi, nó còn có một người nào thất đức như má con nó không? Bà nội! Bà sao? Thôi bà con! Thôi đừng có gây sự nữa mà. Không sống nữa này á, mình đi chỗ khác còn sống. Đi, đi về con, đi! Đi, tui qua đi! Thử lần loàn à! Con cũng ngồi ăn đi con. Từ khi ổng thay tính đổi nết á thì tôi bị ổng quýnh nhiều lắm. Ổng đặt điều hả, nói tôi ngoại tình, rồi nói thằng nhỏ không phải là con của ổng. Tôi lấy ổng 20 năm là tôi cũng chịu đựng gần ấy năm. Cái chuyện mà tôi lên Sài Gòn á là có ý định từ lâu rồi. Định là ngày đám giỗ ba chồng á, sẵn tiện là tôi thưa chuyện luôn. Nhưng mà chưa kịp thưa gửi gì á thì đã có chuyện rồi. Lúc đó tôi ức quá, tôi với thằng Tướng bỏ đi luôn. Cứ nghĩ là không có mình á, ổng sẽ thay tính đổi nết. Nhưng mà lên thành phố một thời gian, tôi cũng thấy lo lắng và lo cho ổng. Cho nên
Má, nhà có cơm chưa vậy má? Má cũng nấu sắp xong rồi. Tống à. Dạ. Mình lên đây cũng đã lâu rồi. Còn hơn một tháng nữa là tới Tết rồi. Nhà cửa dưới quê á, cũng không biết ra làm sao nữa. Má lo quá, má muốn về. Nhưng mà mình má về thôi. Còn con ở đây á, con cứ đi làm bình thường. Ráng dành dụm tiền rồi Tết về luôn ha. Má tính về quê á, qua Tết rồi má lên hay là má về luôn? Má cũng không biết nữa, má đang suy nghĩ nè. Để coi ổng có thay đổi tính nết hay không nữa. Thôi, má đi đâu á thì con theo đó. Má ráng tới cuối tháng này đi, con lãnh lương á rồi má con cùng đi. Nhưng mà con... Thôi, má nấu cơm đi, con mới về mệt quá, con đi tắm, rồi vô ăn cơm. Cuối tháng đó, tôi với làm Tuấn về quê. Cứ nghĩ sống xa vợ con thì ổng sẽ thay đổi. Ai về mới có nửa tháng thì lại có chuyện. Ủa? Sao tôi đâu rồi? Thằng Tuấn nó mượn nó qua nhà bạn nó chơi, nó về liền bây giờ á. Riết cái nhà này coi tôi không ra gì hết trơn vậy hả? Muốn lấy xe của tôi á, mày hỏi qua tôi chứ. Con về rồi nè. Xe của ba nè. Ê cái thằng kia, xe của tao á, mày muốn lấy đi mày hỏi qua tao chứ. Con xin lỗi, tại nãy con có công chuyện gấp quá. Lỗi của con chứ không phải của má đâu. Mày liệu thằng hồn mày đó. Lần sau mày muốn mượn xe tao á, mày lên tiếng như mày. Thôi mà ông, con đã biết lỗi rồi mà, ông đừng có rà rầy nó nữa mà. Thôi vô nghỉ ngơi đi. Bà đó, lát nữa có bạn tôi qua nhậu á, làm mấy món mò nghe không? Tôi biết rồi. Mày á, liệu thằng hồ mày đó. Tránh ra đi. Có bại liệt đâu á, mà bị nhiều. Thôi đừng có buồn, con biết tính ba con rồi mà, nhịn đi nha. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Bữa đó bạn của chồng tôi đến nhậu, cứ hỏi thăm chuyện tôi lên thành phố làm thuê, rồi còn nói khi nào lên thành phố ghé thăm tôi. Tôi nghĩ bạn của chồng tôi cho nên tôi ừ đại. Ai dè cái chuyện đó mà ổng cứ để bụng. Rồi dạ. Dạ. Vui vẻ. Quyết định vậy đi nghe chị Ngọc. Qua Tết thì tôi lên thăm chị. Ở chỗ tình nghĩa bạn bè không à. Tôi thay mặt ổng tiện thể á, chăm sóc chị, chăm sóc vợ bạn thì cũng giống như chăm sóc vợ tôi vậy mà. Ê, mày nói gì vậy? Tôi nói chơi mà anh làm gì dữ vậy? Hả? Cũng cái đi. Thôi tôi có chuyện về ạ. Chị Ngọc à, qua Tết á tôi lên thành phố thiệt á, sẵn tiện tôi ghé thăm chị. Dạ. Khi nào anh lên thì anh cứ nhắn tôi. Dạ thôi chào chị, tôi về. Dạ anh về ạ. Dạ dạ. Con đàn bà mất nết. Bởi vậy má tao nói có sai mà ở mặt tao ở đây á mà tụi mày còn gian díu thành phố nữa hả? Ông nói khùng nó điên gì vậy? Ông qua là bạn của ông mà ông nói tôi gian díu là sao? Khùng điên á mày, bạn bè của tao mày còn ra, mày còn ra, mày còn ra nữa hả mày? Hả con kìa, mày á mày hả? Mày hả? Không vừa phải thôi nha mày, đồ cái thứ con quen mày.
thôi. Đi lên cho tao. Tao giết mày. Thôi tao mà giết tôi. Thôi mà ông ơi, tôi xin ông mà trời. Ông quýnh tôi, ông hành hạ tôi sao cũng được. Mà sao ông cứ chửi rủa nó hoài vậy? Đó là con ông mà. Con hả? Con hả? Bà đi lăn lòn với thằng trai ở ngoài mới đẻ ra đó. Giết mày được con mày. Thôi ông bác vợ bác miệng quá. Ngày mát đi đi con. Đi mà. Tôi xin ông mà. Con đi đi con. Đi. Ông giết mày. Ông ơi mà tôi xin ông mà. Ông ơi giết mày. Mà. Ông ơi. Ông ơi. Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Biến ra cho tao. Mày là thằng con quan. Mẹ mày lăn lòn ở ngoài mới đẻ ra mày. Tụi bay ở nhà tao, tao nuôi mà không coi nội tụi bay là gì, không coi dòng họ bên nội bay là gì hết. Tao biết vậy á, lúc mới đẻ mày ra bớt chấp mày rồi thằng mất dạy con quen. Ở nhà thằng mất dạy mày giống với tao hả? Thằng mất dạy con, thằng mất dạy con, mày xin con mà con, con mày xin con mà con. Đúng rồi. Bà con ơi, coi con mất dạy quýnh tôi kìa. Sao khốn nạn vậy? Sao quýnh băng, ha đi. Mất dạy, mày chạy đi nha. Mày ổn đạp tôi giết mày chết. Con mất dạy, mày con quen. Đừng có xin con mà, con lại đi tôi. Giết ông khốn nạn. Con ơi, con ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Bị cáo Bùi Văn Tuấn, tại sao bị cáo lại ra tay đâm nhiều nhát khiến cha đẻ của mình là bị hại Bùi Thế Vụ tử vong ngay tại chỗ? Thưa hội đồng xét xử, ba bị cáo suốt ngày nhậu nhẹt, còn nghe lời ba nội về để bảo hành má và con. Nhiều lần thấy cảnh má bị đánh cho nên bị cáo đã không kiềm chế được và đã gây ra tội. Bị cáo thấy ba mình thường xuyên bạo hành má, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo bất bình trước hành vi đó thì tại sao không báo cho cơ quan chức năng mà lại thực hiện hành vi ghê rợn hơn là ba của mình nữa? Bị cáo đã biết lỗi của mình, cũng vì bị cáo quá nông nổi. Nhưng nhiều lần nhìn thấy cảnh má của bị cáo bị ba đánh và phải chịu sự chỉ trích của bên nội, cho nên bị cáo mới gây ra tội. Bị cáo đã cố nhẫn nhịn để má có một cái Tết thật là vui vẻ, nhưng mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Văn Tuấn đối với bị hại Bùi Thế Vũ là tội giết người. Bị cáo và bị hại vốn là cha con ruột, nhưng vì những mâu thuẫn mà bị cáo đã có hành vi trái với luân thường đạo lý là dùng dao đâm nhiều nhát khiến bị hại tử vong. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi thường xuyên bạo hành, say xỉn, lăng mạ bị cáo và vợ mình. Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Bùi Văn Tuấn về tội giết người. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Tâm, là mẹ của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà biết con dâu và con ruột mình thường xuyên mâu thuẫn, tại sao không đứng ra hòa giải mà lại để sự việc xảy ra đau lòng như ngày hôm nay? Từ ngày á mà con trai tôi nó lấy con này nè là tôi đã không ưng rồi. Nhà tôi á là thuộc hàng gia giáo, nghĩ làm sao nhà nó không có hồi có học thức, được con trai tôi lấy về rồi mà không biết thân biết phận, suốt ngày đi dụ trai,
Con không được ăn học đàng hoàng, nhưng mà cái chuyện kia má không được đặt điều nói bậy cho con. Trời đất ơi, ở ngay trong phiên tòa mà nó còn hỗn láo với tôi như vậy, pháp luật dạy má con nó lại giùm tôi đi. Con mà giết cha được thì sau này nó cũng giết bà nội nó được mà. Đề nghị mọi người giữ trật tự. Tòa đề nghị bà trả lời đàng hoàng. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát đối với bị cáo hay không? Tội của nó rất là độc ác. Nó giết bà nó là tội này là phải tử hình. Giết người là phải đền mạng. Mời bà ngồi xuống. Mời chị Trần Thị Ngọc, người đại diện cho bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, con tôi phạm tội cũng chỉ vì thương tôi, cho nên nó mới làm bậy. Mong hội đồng xét xử giảm án cho con tôi để có cơ hội nó làm lại cuộc đời. Bị cáo Tuấn, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Bị cáo rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho ba. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo để bị cáo được ra tù và làm lại ạ. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mày trả con tao lại! Mày trả con tao lại! Trả con tao lại! Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa tranh luận công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Văn Tuấn đối với bị hại Bùi Thế Vụ là giết người. Bị cáo và bị hại vốn là cha con ruột. Tuy nhiên, với những mâu thuẫn xích mích trong cuộc sống, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát làm bị hại tử vong. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nghiêm trọng hơn lại được thực hiện đối với người cha ruột của mình. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi thường xuyên bạo hành, mắng chửi, gây ức chế cho bị cáo. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tuấn 17 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tại sao vậy? Tội này là phải tử hình đó. Mà tại sao 17 năm? Tại sao? Phải tử hình đó đi. Con ơi là... Bây giờ chồng tôi đã chết rồi, con tôi thì đi tù. Má chồng tôi á thì suốt ngày chỉ chiết, chửi rủa. Con tôi đi tù 17 năm, mai mốt nó ra không biết tương lai nó như thế nào. Không biết á, tôi có chịu đựng đến ngày đó nữa không? Em xin chia sẻ với nỗi đau của chị. Tuấn ơi, chồng cũng mong chị luôn khỏe mạnh, nên chị phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để Tuấn có thể yên tâm cải tạo tốt nha chị. Rồi Tuấn còn về trước thời hạn với chị nữa. Cảm ơn em. Nói vậy thôi chứ tự nhắc lại tôi thấy nhớ nó quá. Và tôi cũng hơi buồn. Chứ nói gì làm gì thì làm, tôi cũng ráng giữ gìn sức khỏe để đợi nó về mà. Em cảm ơn chị đã chia sẻ với em. Em xin phép chị em về ạ. Thôi em về. Người phụ nữ mà tôi gặp gỡ hôm nay là một người vợ, người mẹ phải chịu cảnh con giết cha, cùng lúc gánh hai nỗi đau. Chị đã không may khi lấy phải một người chồng vũ phu và có một má chồng cay nghiệt. Nhưng đau đớn hơn khi con trai chị, bị cáo Tuấn, đã giết chết chính cha đẻ mình để chịu kết cục 17 năm lao tù.
vẫn biết những nhát dao của Tuấn là sự dồn nén, sự căm thù giáng lên người cha tệ bạc. Nhưng cái giá của nó quá lớn. Chỉ vì một phút nóng giận, mong muốn giải thoát cho người mẹ tội nghiệp mà phải trả giá bằng nỗi đau khôn cùng. Nhưng lỗi lầm của bị cáo Tuấn xuất phát từ chính cuộc sống hôn nhân bi kịch của cha mẹ mình. Nếu như bị hại Vũ không dùng bạo lực, không gây nên trong lòng cậu những ác cảm, và chị Ngọc biết dứt khoát, không nhu nhược trước người chồng đáng trách, thì đâu nên cớ sự đau lòng đến vậy. Má. Ủa con, nay con phụ nhà ông Tư mà sao về sớm vậy con? Thì chỉ phát quang bên nhà ổng mấy mẫu đất gần ao thôi, chứ đâu có làm gì nhiều đâu má. Vậy hả? Thôi con vô tắm đi, rồi má dọn cơm cho ăn. Ủa má không chờ ba về sao? Hồi nãy con đi ngang quán bà Phượng con thấy ổng ngồi nhậu đó. Mới bị ổng đánh nữa không? Không có đâu con. Hồi nãy á, má ra má kêu ba về. Rồi á, ông đang nhậu lỡ dở, ông đứng lên ông quơ tay rồi mà té thôi chứ không có bị gì hết á. Binh nữa, binh hoài vậy hả? Mà kệ đi, có binh chồng má đi, mai mốt á ông có đánh má nữa kêu tôi vô càng. Má xin con mà, má biết tánh của ba con, ổng cũng hiền lành thôi chứ có rượu vô thì ổng mới vậy thôi à. Mà sao mỗi lần mà nhắc tới ổng á có binh chầm chầm vậy hả? Tôi nói cho má nghe nha, ổng mà về đây ổng nhậu quậy một lần nữa đó, tôi báo công an đó. Mày giỏi thì đi báo đi. Ủa, ông bất dạy. Ông ơi, tôi tưởng tối ông mới về chứ. Ờ, ngồi nhậu nghe nó chửi, ngứa lỗ tai quá, về được không? Con đi tắm đi, rồi má dọn con cho cả nhà mình ăn. Đi đi con. Đi đi. Không có đi đâu hết á. Ông mà ông. Mày muốn chửi? Tôi năn nỉ ông mà ông. Tao đứng đây cho mày. Ông. Ông ơi. Ơi. Ông ơi. Tôi ra. Ông ơi. Buông ra đây. Con ơi đi đi con. Cho nó chừa cái thói mất dạy nó đi. Đúng rồi đấy. Tôi mất dạy tôi phỏng láo thì sao? Là do có một người cha như ông đó. Ông ơi tôi năn nỉ ông mà ông. Buông ra đây. Ông ơi. Mày. Mày. Ông ơi. Con ơi, má xin con mà con. Má xin con mà để bà tỉnh là con hay nè. Con ơi. Ông ơi. Mày đi luôn nha. Bây giờ đây là tao giết mày đó. Đi đi. Ông. Năn nỉ ông mà ông. Mày đi luôn đi. Tôi năn nỉ ông mà ông ơi. Ba lúc ban càng đạn. Đạn đạn. Ông ơi. Thôi đi đi cho nó chừa cái thói mất dạy nó đi. Mày đi luôn nha. Bây giờ đây là tao giết mày đó. Con đi đâu từ hồi tối giờ vậy con? Má vô nhà lấy cho con 5 triệu đi. Con có việc phải đi gấp. Tiền đâu mà nữa mà má đưa cho con. Cái chòi gãy của mình á bị đốt cháy rồi kìa. Còn ba con nữa. Ổng may là người ta dập lửa kịp thời mà cứu được đó.
Bây giờ ông đang nằm trong bệnh viện để điều trị kìa. Má thiệt tình muốn điên luôn vậy đó. Tại sao mà tai quay hoàm bà gió đâu mà cứ ập vô đầu má không? Má thôi đi. Tôi về đây á, để không phải nghe má than gian khóc lóc ở đây đâu. Bây giờ có bao nhiêu tiền, má vô má lấy má đưa cho tôi đi liền đó. Con đi đâu? Con ở nhà phải phụ má một tay chứ. Bây giờ có một mình má, má không biết xây chở phải làm sao đây nè con. Trời đất ơi, thì má vô má lấy tiền má đưa cho tôi đi. Tôi có chuyện tôi đi gấp lắm, bây giờ má vô má lấy đi, má nói hoài hả? Cái chòi nhà mình bị đốt vậy đó, bây giờ công an người ta đang điều tra đó con. Cái gì? Má nói cái gì má? Công an? Công an họ có biết gì không? Với lại ba ông có biết ai đốt không má? Tại sao con hỏi như vậy hả Tuấn? Hả? Thì con hỏi vậy thôi. Chứ biết gì? Có phải con làm không Tuấn? Làm gì là làm gì? Con phải còn đốt cái chòi không? Bà bị điên à? Tôi đốt hồi nào? Bà nói khùng nói điên cái gì vậy? Hả? Con nghe lời má. Đi đầu thú đi con. Tôi đã nói với bà tôi không có làm, mà đừng có nói gì nữa biết chưa? Bây giờ tôi lại bà đó má. Bà vô bà lấy tiền mà đưa cho tôi đi. Tôi đi liền đây nè. Nhanh lên. Má. Nè. Má đâu có còn tiền đâu, chỉ còn có bao nhiêu đây nè. Giờ ba con đang nằm trong bệnh viện á. Má còn phải đi vay mượn tiền lo cho ba con kìa. Lấy đâu tiền mà lo cho con chứ? Tại sao lúc nào cũng thằng cha đó vậy hả? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Bà sống với ông bao nhiêu năm nay, ông nhậu nhẹt đánh đập bà không à? Bà không để ông chết quách luôn cho rồi đi. Tôi nói cho bà biết nha. Tôi cho dù có đốt nát cái chòi đó đi chăng nữa thì cũng chỉ để bảo vệ cho bà, cho bà thoát khỏi cái thằng chồng sai xỉn vũ phu đánh đập bà thôi. Con ơi, thấy đau quá. Ê à. Ông uống ít thôi. Bà nói nhiều quá. Ra sau lo cơm nước đi. Lát tôi tiện đường ghé đưa cơm cho thằng Tuấn trong chòi. Ê! Về nhà không thưa gửi ai, định đi đâu á? Bữa nay con về đây á, con muốn nói với ba má là chia tài sản cho con đi. Chia tài sản là sao? Thì cái miếng đất trước đây ba má hứa chia cho con đó, bây giờ đưa lại cho con đi, con tính cách làm ăn nữa. Trước đây mày đã đốt chòi, mày tính giết tao, bây giờ mày còn có gan về đây rồi chia tài sản hả? Nè, không thương tình cha con thì bây giờ mày còn đang ngồi tù mọt gông nha con. Có chuyện gì mà hai cha con lại cãi nhau vậy? Bà đi hỏi cái thằng quý tử mất dạy của bà đó, nó đòi chia tài sản kìa. Chuyện là sao vậy Tuấn? Thì con về đây á, con nói với ba má là chia cái phần đất mà trước đây ba má hứa cho con đó, đưa cho con ra ngoài con tự kiếm vốn làm ăn, không cần ba má phải lo nữa. Với lại con cũng không muốn đi làm công cho người ta, với làm công không cho ba má đâu. Mày tưởng mày tự kiếm sống được hả? Trước đây mày đốt chòi xong á, về xin tiền bả đi bụi. Xin không được mày còn quýnh bả gãy ba sườn kìa. Rồi sao? Mỹ thằng sầu cũng lết cái thân về đây ăn bám nhà tao. Thì bây giờ á, ông cứ đưa đất cho tôi đi, khỏi cần ông bà lo nữa. Tao cũng chết không có đưa miếng đất mồ hôi nước mắt của tao cho cái thằng khổ láo như mày đâu. Nè, ông đừng có ép tôi nha. Con giết ông á. Không, con ép tôi đó. Tôi càng hay quá. Hả? Nè, con tin má một lần đi Tuấn. Chuyện chia tài sản cho con, chuyện nào cũng không lập gia đình kìa. Có vợ, có con. Còn bây giờ con chưa có gia đình, chưa có vợ, có con. Con đang ở với ba má. Chia đất hay làm gì chứ con? Không cần má quan tâm. Nói cho má biết. Má giọng tính sao thì tính đi. Chừng nào mà chưa có đất á, bây giờ tôi quay ông chừng đó. Nói cho ông biết vậy, ông sống chết với ông đó. Ông ơi, mày mất dạy hả? Ông ơi, trời, ông ơi. Mày mất dạy hả? Ông làm gì vậy không? Đó, ông ơi, ông làm gì vậy ông?
Trời ơi, có gì từ từ nói không? Hả? Buông ra! Ông sắp vào đi đâu vậy ông? Hả? Có gì từ từ nói chứ không? Bà không. Buông ra! Bữa nay tôi phải giết nó. Tha là nhà mình tuyệt tự, còn hơn có thằng con mất dạy như vậy. Được chưa? Đây. Không có hết. Ủa, tao tưởng mày về nhà ông bà già mày ăn cơm rồi chứ. Sao về sớm vậy? Má cho con gà tao giết ông già tao chết quá. Thôi bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Mày có chuyện gì vậy? Tao về bển á, tao kêu ông bà đưa lại cái miếng đất trước để ông bà hứa cho tao, để tao với mày trồng nhãn hôm bữa tao với mày tính á. Ông không chịu đưa cho tao, còn chửi mắng tao nữa. Ý nó là tao từ nào giờ tao ăn bám nhà ông đó. Thử cái miếng vườn bên bển, không có tao với má tao chăm sóc coi được gì ngày hôm nay không? Thôi đi, có chuyện gì á thì từ từ giải quyết. Với lại tao nghĩ trong chuyện này á, chắc ổng có hiểu lầm gì với mày đó. Mày còn nhớ không, lúc trước mày đốt cái chòi đó cũng chính ổng xin cho mày, nên mày được tha ngồi đây nè, đúng không? Với lại mấy bữa nay tao thấy á, ổng chạy tới chạy lui á, ổng đưa cơm cho mày, gặp tao ổng cũng nói chuyện vui vẻ bình thường, có gì đâu. Cha con không ăn, nhịn chút xíu đi. Ủa, mà mày có ăn gì chưa? Tao nấu cho mày gói mì nha. Tao quyết định, tao quyết sống chết tao lấy miếng đất đó cho bằng được. Ổng mà cản tao, ổng không còn đường sống đâu. Thôi đi, có chuyện gì thì từ từ cha con mình nói chuyện. Cứ gặp nhau là giết không. Sao? Mày tính giết tao lần nữa hả? Chú Sang, chú Sang. Mày chết à? Ông làm cái gì tôi? Ông làm gì tôi hả? Mất gậy. Mất gậy. Ông mất gậy. Giết tao hả? Giết tao hả? Giết. Bị cáo Nguyễn Minh Sang, căn nguyên vì sao bị cáo lại xuống tay giết con trai mình là bị hại Nguyễn Minh Tuấn, đồng thời làm bị thương bị hại Phan Văn Việt như vậy? Thưa hội đồng xét xử, tại thằng Tuấn nó là con, nhưng rất hỗn láo với bị cáo, đã nhiều lần đánh đập chửi bới cha mẹ, thậm chí nó đã từng đốt chòi canh muốn giết bị cáo. Vào ngày hôm đó, bị cáo và thằng Tuấn đã xảy ra cãi vã lớn vì cái chuyện đất đai. Trong cơn nóng giận, lại sẵn có rượu trong người nên không kiềm chế được bản thân, bị cáo đã mang dao đi kiếm thằng Tuấn và xảy ra. Vậy còn bị hại Phan Văn Việt thì có mâu thuẫn gì với bị cáo? Thưa hội đồng xét xử, cháu Việt và bị cáo không có mâu thuẫn gì cả. Nhưng ngày hôm đó, cháu Việt cố cản bị cáo chém thằng Tuấn, nên bị cáo đã vô tình dùng dao gây thương tích cho cháu Việt. Dẫu có là dạy con hay yêu cầu người khác ngừng can thiệp vào việc dạy con, thì bị cáo cũng không nên chọn cách dùng dao để rồi dẫn đến hậu quả làm con mình thì chết, người khác thì bị thương tật, ảnh hưởng đến tính mạng như vậy. Theo lời khai của bị cáo trong biên bản hỏi cung, bị cáo là người thường xuyên nhậu nhẹt và đã nhiều lần lớn tiếng cũng như sử dụng bạo lực đối với vợ con. Điều đó có đúng không? Dạ đúng. Vậy bị cáo trong quá trình nuôi dạy con, bị cáo đã thực sự là tấm gương tốt cho con chưa? Bị cáo có nghĩ rằng việc rượu chè rồi dùng bạo lực trong gia đình của mình cũng chính là lý do khiến con trai bị cáo lớn lên không biết tôn trọng cha mẹ, thậm chí còn định giết cha mình hay không? Dạ, bị cáo sai rồi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Sang dùng dao giết con ruột của mình là bị hại Nguyễn Minh Tuấn, đồng thời gây thương tích một người khác là bị hại Phan Văn Việt. Viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Sang là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Mặc dù bị cáo Sang trong lúc gây án tinh thần bị kích động mạnh, trước đó
việc bị hại Tuấn phóng hỏa đốt cha trước đây chưa được xử lý răn đe ngay từ đầu, khiến mâu thuẫn dai dẳng xảy ra trong suốt thời gian dài. Nhưng hậu quả mà bị cáo Sang gây ra cho bị hại là vô cùng nghiêm trọng, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm tù giam về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Minh Sang. Mời vị đại diện Viện Kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Minh Sang và bị hại Nguyễn Minh Tuấn, bà Phạm Thị Trang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà cho biết bị cáo Sang, chồng bà, là người như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, chồng tôi là một người có bản tính hiền lành. Chỉ khi nào có rượu vô thì ông mới nóng nảy, lớn tiếng má con tôi thôi. Từ hồi cưới nhau tới bây giờ, ông chỉ chú ý chú trọng làm ăn, lo cho gia đình, chứ không bao giờ mà gây gổ với ai hết. Bà có biết bị cáo Sang có ý định giết bị hại Tuấn hay không? Dạ, cái vụ việc đó là bữa ông có uống rượu rồi sanh ra cự cãi với đứa con. Sau đó ông mới chạy vô, ông lấy con dao ra. Tôi tưởng ông kia hù nó thôi, về đâu ai về ông. Trời ơi, ông già rồi, ông già. Tại sao ông ác quá vậy ông? Ông biết mấy năm nay tôi phải chịu đựng không? Mỗi lần ông sai xỉn về như vậy á, tôi muốn con á nó có một mái ấm gia đình đàng hoàng, im ấm. Nó lớn lên á là phải có đủ cha lẫn mẹ. Ông dạy dỗ nó không có đàng hoàng á thì ít nhất á ông không phải vì tôi nè mà tha cho con nó một mạng sống chứ. Bây giờ ông thấy đó, ông giết con mình, ông đánh con người ta, bây giờ ông tu tội như vậy đó, tôi phải làm sao đây chứ bà? Trời ơi, đề nghị bà bình tĩnh, không nên quá xúc động để phiên tòa được tiếp tục. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Sang hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, lỗi cũng là một phần do tôi. Tôi đã không khuyên răn con nó được đàng hoàng, cho nên nó mới hỗn láo với ba nó, để ba nó mới gây ra tai họa như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn mong hội đồng xét xử em xét giảm án cho ông, để ông về ông phụ tôi mà trả nợ cho người ta. Mời bà ngồi xuống. Mời đại diện người nhà bị hại Phan Văn Việt, ông Phan Ngọc Tâm đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của Viện Kiểm sát dành cho bị cáo Sang hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, thằng Việt con trai của tôi nó chơi thân với cháu Tuấn. Chính vì chỗ đó mà cháu Tuấn có nhờ nó qua làm giường. Nó có nói với tôi, nhưng không ngờ lại gặp họa như vậy. Ở cái chỗ mà tình làng nghĩa xóm, giả lại gia đình bị cáo có chủ động bồi thường và thăm hỏi con trai tôi. Cái chuyện nó xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng xin hội đồng xét xử hãy xem xét và giảm án cho bị cáo. Mời ông ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Minh Sang, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết đã phạm trọng tội. Bị cáo đã sai khi sống mà không làm gương tốt cho con. Bây giờ bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ án, để bị cáo trở về lo mồ mả cho con và phụ vợ làm lụng
để trả nợ và bồi thường cho cháu Việt. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, qua phần xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Sang đối với bị hại Nguyễn Minh Tuấn và bị hại Phan Văn Việt là đặc biệt nguy hiểm, đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Sang ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Bản thân bị hại Tuấn cũng có một phần lỗi. Phía người nhà của bị hại Việt cũng có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, áp dụng Điều 93 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang 13 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Dự kháng phiên tòa hôm nay, tôi cảm thấy rất xót xa. Bởi bị cáo Sang là người cha và nạn nhân là đứa con trai mà bị cáo đã sinh thành dưỡng dục. Tôi tự hỏi, hổ dữ không ăn thịt con, vì cớ gì mà người cha ruột lại tước đoạt mạng sống của con trai mình? Vì sự hỗn hào ngang ngược của đứa con trai, hay vì sự nóng nảy và cả chút ma men trong người của chính bị cáo? Có lẽ vì cả hai. Giá mà người con trai ấy biết làm tròn bổn phận làm con, biết nghe lời của bậc làm cha làm mẹ, giá mà người cha ấy biết làm đúng trách nhiệm của mình, dạy dỗ con cái đúng mực và hành xử đúng vai trò của người cha, người chồng trong gia đình, đừng bị ma men dẫn lối, thì đã không có sự việc đau lòng ngày hôm nay. Nhưng có lẽ điều khiến cho tôi xót xa nhất chính là những giọt nước mắt đau khổ của người phụ nữ, vợ bị cáo và cũng chính là mẹ nạn nhân. Chị đã khóc kiệt vì mất đứa con trai và chứng kiến chồng rơi vào vòng lao lý. Tôi thấy thương xót cho bi kịch của chính cuộc đời chị. Và tôi cũng lại tự hỏi, nếu như chị khéo léo và mạnh mẽ hơn để tháo gỡ những mâu thuẫn của người thân trong gia đình mình, thì biết đâu nỗi đau ngày hôm nay đã không xảy đến. Má, con đem thuốc này về cho thằng Hải nó uống đi. À, mấy bữa nay nó uống rượu lại đúng không con? Dạ, mỗi lần á anh uống rượu á là anh cứ lên cơn. Con gầu quá má ơi. Con làm dâu nhà má chịu nhiều thiệt thòi quá. Bây giờ ba má thì không có tiền của nhiều để mà giúp con. Má thương và xót con lắm, mà cũng không biết làm sao nữa. Dạ, má đừng có nói vậy mà. Vợ chồng tụi con á cũng yêu nhau thật lòng nên mới lấy nhau. Chứ ngoài việc ảnh nghiện rượu ra thì con không có gì buồn lòng hết. Con nghĩ như vậy thì má cũng mừng lắm á. Chứ từ trước giờ á, thằng Hải á, nó đâu có như vậy đâu con. Một giọt rượu nó cũng không đụng tới nữa đó con. Dạ, à, má ơi, con định gửi thằng Tèo á ở nhà má ngủ nha. Tại sáng mai vợ chồng con á phải đưa tí lên bệnh viện khám bệnh. Thiệt tình là tội nghiệp con dâu tôi nó gì đâu à. Hết chồng rồi tới con à. Thôi được rồi, có gì á má kêu ba bay á lên rước thằng Tèo về nhà luôn. Còn mấy đứa thì cứ ở nhà lo cho thằng tí đi nha. Dạ. Nè, cầm thuốc về đi con. Con cảm ơn má. Thôi má con về. Đi đi con. Rượu ngon. Ủa, Dượng đến hả Dượng? Ờ. Sang nè. Dạ. 80 ngàn đó con.
Dạ, con cảm ơn Dượng nhiều nha. Hồi sáng con đã dặn con vợ con đó, đi chợ nhớ đem theo cái can để mà mua xăng về đổ vô xe. Mà đi sao không biết quên cái can để nhà. Rồi mới cái xăng sao mút chỉ luôn rồi làm sao mà dẫn xe ngoài đó được. Dạ, phiền Dượng quá. Trời đất ơi, phiền hà gì mày ơi. Thì bây giờ sẵn tiện đường thì Dượng đi cho mày luôn. Ngày mai hai vợ chồng tụi bay đi sớm phải không? Dạ đúng rồi Dượng. Không biết mấy bữa nay sao mà cái thằng Tí nó cứ sốt hoài à. Nó sáng sao? Mai phải chở đi Nhi Đồng á. Trời đất ơi, đi nuôi bệnh hả? Dạ. Vì khổ lắm đó nghe không, nhớ cẩn thận nghe không con. Mà con không biết sao nữa, thằng Tèo nó dễ nuôi bao nhiêu á, thằng Tí nó lại khó nuôi bấy nhiêu. Cứ bệnh hoài, chán ghê luôn. Trời xanh voi xanh cỏ mày ơi. À, Dượng có làm gì không? Ở đây lai ra với con nha. Đã chứ. Dượng lai ra với con đi. Một chút xíu nữa vợ con về á hả? Con kêu nó chiên hai con khô, con với Dượng lai ra. Trời ơi nè, tao nói mày nghe Hải. Bỏ rượu đi con ơi. Mày làm như vậy hoài tội nghiệp cháu giàu lắm đó. Tội cái gì Dượng ơi. Không lẽ bây giờ Dượng đến nhà con vậy mà con đợi Dượng về không? Nó kỳ lắm. Để chút vợ con về con kêu nó nướng hai con khô, hai Dượng cháu mình quất. Đó, Dượng thấy không? Con vợ con nó linh lắm. Con mà nhắc nó xuất hiện liền à. Dạ, con chào Dượng. Dượng mới qua Dượng. Ừ. Anh uống vậy á, sáng mai có chở má con em đi sớm được không? Trời ơi, chuyện nhỏ. Uống có chút xíu mai đi bình thường không có gì đâu. Khỏi lo. Tại thằng Hải nhờ Dượng mua xăng rồi đem qua đây để sáng mai hai vợ chồng đi chở con nhỏ đi khám bệnh. Đó, em thấy chưa? Thấy Dượng tốt với vợ chồng mình chưa? Bây giờ anh chỉ có nhà ý mời Dượng ở nhà lai ra với anh thôi. Bây giờ em vô chiên mấy con khô để anh với Dượng lai ra đi. Anh uống vậy hoài à sao được? Anh phải giữ sức khỏe để chăm con nữa. Trời ơi. Bây giờ Dượng đi về ha, để cô mẹ nhà chờ tao đó. Thôi tao đi về đó. Dượng, yeah. Dượng đợi con chút xíu đi. Bây giờ con với Dượng ra quán lai rai. Cô liệu hồng với tôi á. Đi Dượng, đi. Đi. Trời ơi, giờ này mà ảnh đi nhậu chưa về nữa. Điện thoại gọi cũng tắt máy luôn. Alo. Alo, dạ. Dượng hả? Con là Mai nè Dượng. Có chuyện gì không con? Dạ, anh Hải có ở đó với Dượng không Dượng? Ủa anh Hải nó chưa về hả con? Dạ. Hồi nãy Dượng có uống với nó 2 ly. Rồi tao kiếm cớ tao đi về trước rồi. Hay là con gọi thử bạn đó coi. Dạ, con cảm ơn Dượng. Con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Tôi về rồi nè. Chào vợ. Anh mới về. Nhỏ đang ngủ. Nó bệnh á, anh đừng có la. Ê, con tôi thì tôi nựng. Bắt mới vậy cô? Xếp ra. Thôi mà, em đã nói nó mới ngủ, nó sốt. Nó sốt thì bây giờ cô soạn đồ đi, tôi chở cô nó đi bệnh viện. Anh nhậu nguyên đêm về rồi, đã vậy rồi còn về kiếm chuyện nữa. Để mẹ con em tự đi xe. Cái gì? Tôi uống chút xíu mà có gì đâu, tôi chở đi được hết đó. Giờ con không cho tôi chở, con cũng không cho đụng. À, hay là mày có thằng khác chở mày rồi. Thằng đâu? Nói! Anh nói khùng nói điên gì vậy? Nhậu xỉn về là quậy. Để tôi với con tự đi xe buýt. À, mày dám cãi tao? Cãi tao? Cãi tao không mày? Hả? Anh làm gì vậy? Anh quậy phá gì vậy? Anh đang lên cơn rồi. Để em đi lấy thuốc cho anh luôn. Tao còn đi rồi còn lấy thuốc. Mày xin ra. Mày được rồi. Mày giỏi lắm. Nay mày dám quất tao à? Tao sẽ giết mày. Giết mày. Anh chửi tao đi. Anh làm gì vậy? Cái đó sao mà? Giết mày. Đừng. Giết mày. Con bị cáo
Lê Vinh Hải. Bị cáo hãy cho biết lý do vì sao mà bị cáo lại dùng xăng để đốt thiêu chết bị hại là vợ và con của mình là chị Trần Lê Mai và cháu Lê Văn Đức. Dạ, thưa hội đồng xét xử, hôm đó bị cáo đi nhậu về, bị cáo có cãi nhau với vợ. Mà mỗi lần bị cáo uống rượu vô á, thì bị cáo không kiểm soát được bản thân, không suy nghĩ được gì hết. Trong lúc mất hết lý trí nên bị cáo đã dùng xăng á để thiêu chết vợ và con của mình. Nhưng mà trong lúc bừng tỉnh á thì bị cáo cũng lao vô dập lửa cứu vợ, cứu con. Nhưng mà không kịp nữa rồi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến trong phiên tòa hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lê Vinh Hải đối với bị hại Trần Lê Mai và Lê Văn Đức là cố ý giết người. Bị cáo đã nhận tội của mình. Sau khi uống rượu về nhà, Hải cãi nhau với vợ. Do say xỉn, không làm chủ được bản thân, Hải đã dùng xăng hất lên vợ con mình rồi châm lửa đốt, khiến cho bị hại Lê Văn Đức chết ngay khi vừa đưa đến bệnh viện. Còn bị hại Trần Lê Mai sau 3 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia cũng đã qua đời. Viện kiểm sát xét thấy đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã khai báo thành khẩn, khi thấy bị hại bỏng cũng dập lửa cứu trước và trong thời điểm phạm tội. Theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, bị cáo có biểu hiện rối loạn nhân cách và hành vi do dùng bia rượu. Vì vậy, căn cứ vào điều 93 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Lê Vinh Hải 19 đến 20 năm tù về tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện bị hại ông Trần Văn Tứ là bố của bị hại Mai đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông cho biết giữa con gái ông và bị cáo Hải, con rể ông, có xảy ra mâu thuẫn gì trước đó hay không? Thưa hội đồng xét xử, con gái tôi chỉ có hay càm ràm nó vì cái tật nghiện rượu, chứ cũng không có xích mích gì lớn. Từ đó giờ thằng Hải tánh tình rất hiền lành, sống được lòng mọi người nên ai cũng thương. Ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hải hay không? Thưa hội đồng xét xử, con và cháu bị mất, ai cũng đau xót lắm. Nhưng người mất thì cũng mất rồi, kẻ ở lại phải sống. Vợ và con của nó mất, nhưng tụi nó vẫn còn một đứa. Cháu của tôi cần có ba. Xin hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ án cho thằng Hải, nó sớm được trở về để nuôi dưỡng chăm sóc con của mình. Mời đại diện người nhà bị cáo bà Đặng Thị Bé là mẹ của bị cáo Hải đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà cho biết bị cáo Lê Vinh Hải có tiền sử gì về tình trạng sức khỏe hay có vấn đề về thần kinh hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, thằng Hải con tôi nó trước khi mà dính vào rượu bia thì sức khỏe và tinh thần của nó bình thường. Nó rất là thương yêu vợ con của nó. Nhưng gần đây á thì nó hay nhậu nhẹt rượu bia với lại bạn bè của nó. Con Mai á, vợ nó cũng góp ý. Còn tôi á cũng khuyên nhủ nó thường xuyên à, mà nó cứ bỏ hoài tay. Con Mai nó nói mỗi lần mà nó uống rượu vô á thì nó giống như thằng điên vậy đó, không kiểm soát được đầu óc của nó cái gì đó.
rồi nó đã gây ra cái hành động đau lòng vừa rồi. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát đưa ra không? Dạ, tôi hội đồng xét xử. Bây giờ tôi chỉ xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ bản án cho nó, để nó sớm trở về gia đình mà nuôi đứa con còn lại ạ. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Lê Vinh Hải, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Con xin lỗi ba vì những tội lỗi mà con đã gây ra cho vợ và con của mình. Con xin lỗi má. Thưa hội đồng xét xử, những ngày qua trong trại giam á, bị cáo không tài nào ngủ được. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo chỉ mong á, nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo hứa là bị cáo sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được trở về với gia đình, chăm sóc cho đứa con còn lại của bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lê Vinh Hải đối với hai bị hại là Trần Lê Mai và Lê Văn Đức là cố ý giết người. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải nhận một mức án nghiêm khắc để răn đe. Giết trẻ em là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả khi dập lửa để cứu bị hại trước và trong thời điểm phạm tội. Theo kết luận giám định của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương, xác định bị cáo rối loạn nhân cách và hành vi do dùng bia rượu. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Căn cứ vào điều 93 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Vinh Hải 20 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Rượu bia luôn là một trong những nguyên nhân gây nên thảm kịch gia đình. Và câu chuyện của bị cáo Hải trong phiên tòa hôm nay cũng thế. Bị ma men dẫn lối, trong một cơn nóng giận, Hải đã dùng xăng tưới và đốt vợ cùng con trai của mình. Hành động mù quáng đã khiến Hải phải đối diện với bản án tù 20 năm. Nhưng đau đớn nhất chính là mất đi vĩnh viễn vợ và đứa con trai của bị cáo. Những giọt nước mắt ân hận, lời sám hối trong phiên tòa xét xử cũng không thể nào cứu được mạng sống của chính những người thân yêu nhất của bị cáo. Đây là bản án đau lòng nhất và cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc nhất cho mỗi chúng ta. Đừng để ma men dẫn lối đưa đường để biến mình thành nô lệ của rượu bia. Nếu không muốn làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình như chính lỗi lầm của bị cáo trong phiên tòa hôm nay. Em mới về hả? Về phòng tắm rửa đi, rồi qua đây ăn cơm với anh. Anh mới đâu được ăn xong đó. Anh ăn trước đi. Hôm nay cửa hàng em có tiệc rồi. Tiệc gì tiệc hoài vậy? Mới tuần trước tiệc rồi mà. Anh hỏi kỳ. Cửa hàng tổ chức thì mình phải theo thôi chứ sao. Vậy anh chở em đi. Không cần đâu, em đi với bạn. Anh có đói thì ăn trước đi, hôm nay em về muộn á. Con trai hay con gái đó? Con gái, được chưa? Em á, dạo này xem hay nói chuyện nóng tính, gắt gỏng nhanh lắm nha.
Thì do em áp lực công việc thôi. Thôi đi, em cứ nói thẳng ra là anh không có việc làm, anh không lo được gì cho em. Cho nên em chán anh thì em nói đại đi. Anh biết vậy sao đúng không? Không lo đi kiếm việc làm đi. Thì em cũng thấy rồi đó, mấy bữa nay anh cũng lo chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm mà em. Ừ, thôi để em vô tắm rửa cái, chứ để muộn. Đi đây. Thơm vô nhà đi. Em không muốn vô đâu. Nhõng nhẽo nữa chứ. Thôi vô đi, anh ở chung với ba mẹ đó. Đi đêm không có được. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Ngoan đi anh thương nè. À, tuần này anh chở em đi tìm phòng trọ. Chỉ có chuyển chỗ vậy á, em mới nhanh chóng dứt khoát được với việc đó. Còn bây giờ á, con! Anh làm gì vậy? Làm gì mà đánh người ta? Mày là thằng nào? Mày dám tấn tỉnh bộ tao hả? Dám đánh tao không mày? Thôi đi anh. Thôi anh, anh về đi. Còn anh nữa, lấy vô nói chuyện sau. Mày lừa dối tao bao nhiêu lần rồi hả? Đàn ông mà đánh phụ nữ hả mày? Dừng lại đi. Nè, mấy đứa tụi bay làm cái gì mà sầm vậy hả? Muốn cái gì kéo nhau đi chỗ khác. Còn ở đây hả? Tao kêu công an bây giờ á. Con xin lỗi cô. Con xin lỗi. Sầm trời đất, điên vậy. Mày về phòng nói chuyện với tao. Còn thằng chó này tao nói cho mày biết. Mày mà còn lén phén qua lại với bộ tao, tao giết mày chết. Mày nói gì? Thôi mà, anh xin anh đó. Đi về đi. Thôi, anh đi về. Nó không có làm gì em á. Đi rồi đi cho anh. Em xin lỗi. Mày nói đi, mày lừa dối tao bao nhiêu lần rồi, hả? Tôi nói cho anh biết, đã từ lâu, tôi không còn tình cảm gì với anh nữa rồi. Anh nghĩ đi, một người đàn ông như anh, không có công việc, không có tiền, lại còn nóng nảy độc đoán nữa, tôi chịu hết nổi rồi. Chính vì vậy mà mày muốn chia tay tao đúng không? Để mày lừa dối tao mày qua lại với thằng chó kia đúng không? Bao nhiêu lần mày nói mày đi liên quan, là đường mày gạt tao hả? Đúng, chia tay đi. Tới bây giờ mày mới dám nói tiếng chia tay. Tại sao mày không nói với tao trước? Mà bây giờ mày lén phép mày lừa dối tao mày qua lại với thằng chó đó. Mày nói đi. Buông ra. Nói đi. Anh nghĩ coi, tôi có nói được hay không? Khi mày vừa mở miệng ra thì anh lại như con thú điên như vậy hả? Anh làm gì vậy? Đưa đây. Đồ của tôi mà. Trả lại đây. Đi. Em muốn coi cái gì? Tự nhiên đi. Anh làm cái gì vậy hả? Tụi mày khốn nạn! Anh về nha, có gì ngày mai gặp. Chạy xe kiểu gì vậy mày?
dám tán tỉnh bồ tao hả thằng chó? À thì ra là mày. Sẵn ở đây tao nói cho mày biết luôn, Dương mới chính là người tán tỉnh tao. Còn mày á, như hết tình cảm lâu mày... rồi. Mày cái gì? Một thằng đàn ông như mày á mà không lo nổi cho bạn gái á, ở đây giờ mày kiếm chuyện với tao hả? Má mày, muốn gì hả mày? Hả? Sao? Dám đánh tao hả? Dám đánh tao hả? Dám đánh tao hả? Chết đi! Bị cáo Trần Đình Nguyên, tại sao bị cáo lại giết bị hại là anh Bùi Công Chí? Dạ thưa hội đồng xét xử, do bị hại tán tỉnh và lén lút qua lại với người yêu của bị cáo, rồi còn lên mặt dạy đời bị cáo, nên bị cáo mới đâm chết bị hại. Bị cáo có biết giết người là phạm tội rất nặng hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết, bị cáo không có cố ý giết bị hại. Bị cáo chỉ muốn cho bị hại một bài học thôi. Bị cáo rất là ân hận. Mời chị Phạm Quỳnh Như đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Theo như lời bị cáo thì chị với anh Chí có mâu thuẫn quan hệ tình cảm vụng trộm với nhau, chính là động cơ để cho bị cáo giết người. Chị có ý kiến gì không? Thưa đồng xét xử, Tôi trên danh nghĩa là người yêu của Nguyên, nhưng thực chất đã không còn tình cảm. Duy trì mối quan hệ này á, là tôi nghĩ hết tình còn nghĩa. Nguyên á thì không có việc làm, tính tình lại nóng nảy, mà tôi lại ở kế bên nữa, nên tôi nghĩ thử thương hãy chia tay. Nhưng không ngờ sự việc để ra nông nổi như vậy. Tất cả là lỗi do tôi mà. Mời chị ngồi xuống. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử được thẩm tra công khai trong ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Đình Nguyên đối với bị hại Bùi Công Chí là mang tính côn đồ. Bị cáo quyết tước đoạt mạng sống bị hại đến cùng khi đâm hai nhát dao vào chỗ hiểm, sau khi gây án bỏ mặc bị hại ở hiện trường rồi bỏ trốn. Khi bị bắt, vòng vo chối tội, thái độ không hợp tác, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Dựa vào điều 93 Bộ luật Hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với hành vi giết người của bị cáo Trần Đình Nguyên, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại Bùi Công Chí số tiền 150 triệu đồng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Bùi Văn Thành, bố của bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Sau khi gây án, phía bị cáo có đến xin lỗi và khắc phục hậu quả cho gia đình ông không? Kính thưa hội đồng xét xử, phía bên bị cáo có tới gia đình tôi để xin giảm án cho con của họ, nhưng khắc phục hậu quả thì không. Mấy hôm trước khi phiên tòa diễn ra, họ cũng có đến thương lượng để bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền, nhưng vẫn không thấy. Ông có đồng ý với bản cáo trạng mà viện kiểm sát đưa ra hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, gia đình tôi vốn nghèo nhưng cũng cố gắng lo cho con tôi ăn học thành tài. Khi ra trường, nó được nhận vào một cửa hàng lớn. Gia đình tôi chưa kịp vui mừng thì đã bị người ta giết chết. Kể từ khi con tôi bị chết, vợ tôi không ăn không ngủ, sức khỏe suy sụp. Tôi không đòi hỏi bồi thường gì hết, chỉ mong hội đồng xét xử cho kẻ giết con tôi án tử hình. Có như vậy, vong linh con tôi mới được an ủi,
Mời ông ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thu Trang, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát đưa ra hay không? Thưa hội đồng xét xử, con dạy thì cái mang, nhưng do gia đình tôi quá nghèo, xây tiền chưa có ra, tôi sẽ cố gắng để bồi thường cho gia đình bị hại. Tôi cũng xin lỗi gia đình bị hại vì tội ác con tôi nó gây ra. Tôi chỉ mong pháp luật khoan hồng và giảm án cho thằng Nguyên để nó còn có cơ hội để trở về. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Trần Đình Nguyên, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử và nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, do lúc không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên bị cáo mới gây ra tội ác như vậy. Vì hành động nông nổi của bị cáo nên đã khiến cho hai gia đình của bị hại và bị cáo phải suy sụp. Bị cáo xin lỗi. Bây giờ hội đồng xét xử và nghị án giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và được thẩm tra tại phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Đình Nguyên đối với bị hại Bùi Công Chí là mang tính côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn tình ái mà bị cáo đã đâm chết bị hại. Sau khi bị bắt, bị cáo có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra. Căn cứ vào điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đình Nguyên mức án tù chung thân về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tình yêu tay ba luôn mang đến những bi kịch. Như câu chuyện tình yêu của bị cáo, bị hại với cô gái tên Như trong phiên tòa xét xử hôm nay. Ghen tuông vì yêu nên bị cáo Nguyên đã ra tay tước đoạt mạng sống của tình địch một cách không thương tiếc, để rồi phải nhận bản án chung thân. Tội ác của Nguyên rất đáng giận. Nhưng tôi và nhiều dự kháng ở phiên tòa hôm nay còn giận cả người con gái tên Như, bởi chính cô là ngọn nguồn của bi kịch tình yêu này. Nếu như Như biết bản thân không còn yêu Nguyên thì nên rõ ràng dứt khoát cắt đứt tình cảm rồi mới tìm đến Trí, thì có lẽ không khiến người mình từng chung sống như vợ chồng phải rơi vào vòng lao lý với tội danh giết người. Còn người nhân tình trẻ mà cô yêu thương sẽ không phải chết một cách đáng thương như thế. Bởi vậy người ta vẫn nói tình yêu không có lỗi, lỗi tại cách yêu. Cả Nguyên, Như, Ký đã sai trong cách yêu của mình, nên họ phải trả giá cho chính tình yêu đó. Chỉ đau lòng là cái giá đó quá đắt mà thôi. Hết thịt rồi, biết đường đi lấy thêm. Chị ngồi ngoài á, đi lấy giùm đi. À, thôi, để chị đi lấy. Hai, sắp đám giỗ ba rồi đó. Ừ, chừng nào tới đó thì làm. Ai chẳng biết tới đó thì làm. Nhưng mà làm như thế nào kìa. Năm ngoái á, làm sơ sài, má đâu không có đồng ý rồi đó. Kỳ này á, dỗ ba làm đàng hoàng, tao lo. Hai tính lo gì hai? Em góp công, hai hùng tiền nha. Tiền tao lo, đám dỗ của ba một năm có một lần. Tao là con trai trưởng, tao không lo, thì ai lo? Tất nhiên á, dỗ hoài á, thường phải lo cho chu đáo. Nhưng mà nhà mình tiền bạc có dư giả đâu, lấy đâu ra tiền mà ông đòi lo hết chứ.
Bà mà không có tiền á, bà chết với tôi. Anh hai á, con trai trưởng có khác ha. Ba má mình không lo thì ai lo? Đúng không chị hai? Con gặp hết mình đi học. Cái thằng lớn rồi mà nói năng lý nha lý nhí, cái mặt á thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Chị dâu tôi á khéo đẻ ghê ta. Sao cô nói cháu nó vậy cô? Thì thấy làm sao thì tôi nói như vậy. Mà anh hai, chị nó không có tiền kìa, anh tính làm sao? Chữ ba lần này á, bà lo không được á, bà chết với tôi đó. Anh hai, nói gì kỳ vậy? Chị hai hiểu rồi mà. Để bữa đó em đi sắm đồ với chị hai, anh đừng có lo. Được không chị? Được mà. À mà thôi, tôi về trước nha cô. Chút xíu nó ăn xong á, em dọn chén em chị nha. Ừ, chị về đi. Có nhiêu đâu em làm được mà. Chứ chẳng lẽ mời chị dâu qua rồi bắt chị dọn chén hay sao? Hai má con ăn no đi, rồi bỏ đi về được sao? Cứ để cho chị về đi, em dọn được mà. Về đi chị. Đi đi. Thôi chị về nha. Hồi nãy á, có người ngoài nói không có tiện. Anh hai á, hứa là lo đám giỗ cho ba rồi đó nha. Chứ đừng có xỉn vô hứa cho đã, rồi tỉnh ra chói bay chói biến là không có được đâu nha. Anh có mày mà cũng không tin nữa hả? Tin, tin chứ. Anh hai nói mà sao em không tin được. Ủa, sao giờ này con chưa đi học nữa con? Dạ, một lát nữa con mới đi má. Sao mặt mày chù ụ vậy? Bộ lo không có tiền đóng học phí hả con? Dạ, con lo là lo cái chuyện ba hồi nãy hứa với cô á, là bỏ tiền làm đám giỗ ông nội. Mà nhà mình đâu có tiền nhiều đâu. Má nhắm má lo nổi không má? Ba con nói như vậy, giờ má cũng không biết làm sao nữa. Mà thôi chuyện đó của má, con đừng có lo. Mà thôi, mốt á, con ráng đi học. Đi làm, về con lo cho má bớt khổ. Con sợ má không có tiền hả? Lo bây giờ là con ráng lo xong mà cho học hành cho nó giỏi đi, là má mừng lắm. Nè, mà cái tiền học phí á, người ta gia hạn mình đến chừng nào mình nộp vậy con? Dạ, một tuần nữa má. Một tuần nữa hả con? À, má biết rồi, để má sắp xếp cho. Thôi bây giờ con đi học đi, để má qua nhà dì Tư. Chứ chút xíu ba mày á, mày về á, mà không đem chuyện tiền bạc ra gây sự nữa, má mệt lắm đó. Đi đi con. Dạ, con không thấy vậy á. Vậy thôi con xin phép má đi học. Má đi. À, bà đâu rồi? Bà đứng đây đó. Tao nói với mày á, mua đồ cúng cho ba tao, mày có cái thái độ gì vậy hả? Mày? Ai anh tao? Cái thái độ gì đâu? Hồi nãy tôi cũng đồng ý rồi mà. Tiền học phí của con á, tôi còn lo chưa có xong nữa. Mà sao ông cứ dơ cái khổ cho người không vậy ông? Không có tiền, lo đi kiếm tiền. Đừng có than là không có tiền với tao. Mày nghe chưa mày? Tôi biết rồi. Tao nói cho mày biết nha. Mày biết không? Mày phải lo cho xong nha. Không xong là mày chết với tao. Yeah.
lại. Cháu gì đó? Đâu có gì đâu. Lên. Đưa tôi coi. Mày giấu tiền đem về bên ngoài nhà mày á. Tiền này á. Ông mày á. Lấy của tao chứ nhiêu tiền rồi. Cái tiền này á là tôi lo cho con. Ông đi làm á, ông có đưa ra đâu mà ông nói. Học hay không học á, thì bỏ đi. Đưa tiền cho tao, rồi làm vô. Tôi nhịn ông á, nay đã gần 20 năm rồi nha. Hả? Cái tiền này á, tôi lo cho con á. Con chết tôi cũng không đưa cho ông đâu. Hôm nay mày dám đi dùng tao hả? Ây hả? Tôi quýnh cái mày rồi tiền giờ luôn. Giết mày nè. Rồi tiền giờ luôn. Bị cáo Hồ Thị An, tại sao bị cáo lại giết bị hại Ngô Sĩ Hải cũng là chồng của bà? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có cố ý giết chồng bị cáo đâu. Vì hôm đó ông cứ đánh đập, bóp cổ, đòi tiền, còn hăm dọa giết bị cáo nữa. Cho nên bị cáo hoảng loạn, một phần lại khó thở. Nên bị cáo đã quơ vào nhà đâu, giấu chúng ngay cái con dao gần đó. Bị cáo chủ yếu là để tự vệ mà thôi. Nào ngờ đâu. Từ hồi xưa tới giờ á, một con gián bị cáo cũng không còn dám giết nữa. Thì làm sao mà bị cáo giết chồng bị cáo cho được chứ. Tại sao bị hại lại có hành vi đánh đập và bóp cổ bị cáo? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo với chồng á sống với nhau cũng đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà những ngày vui vẻ và hạnh phúc á, chỉ đếm được trên đầu ngón tay à. Ông thường xuyên đánh đập hành hạ bị cáo. Vui ông cũng đánh mà buồn ông cũng đánh. Ông cần biết cái việc đó đúng hay sai như thế nào đó. Nhưng mà chưa bao giờ mà bị cáo có dám có một cái hành động nào mà phản kháng lại hết á. Bữa đó đó, ông đi nhậu về sai. Ông kêu bị cáo là đưa tiền để cho ông làm đám giỗ. Mà bị cáo lúc đó chỉ còn có một ít tiền à. Cái tiền đó bị cáo định đóng tiền học cho con. Mà ngờ đâu ông phát hiện ra. Rồi ông nói là bị cáo giếm tiền để lo cho bên ngoại. Thế là ông đánh đập, ông bóp cổ bị cáo. Chồng đánh đập, sao bị cáo không nhờ chính quyền giải quyết mà lại chọn phương pháp cam chịu như vậy? Dạ, hội đồng xét xử, chính quyền á cũng đã nhiều lần can thiệp, nhắc nhở rồi. Nhưng cứ sau lần đó là ông lại càng đánh đập, hành hạ bị cáo nhiều hơn nữa. Bị cáo nghĩ rằng cái số kiếp của mình là như vậy rồi, cho nên đành phải cam chịu thôi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai trong ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thị An đối với bị hại Ngô Sĩ Hải là tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xét thấy bị cáo đã bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài, giết người trong hoàn cảnh tinh thần bị kích động và bị uy hiếp từ chính bị hại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đầu thú, ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Viện kiểm sát đề nghị mức án 4 năm tù đối với bị cáo Hồ Thị An về tội giết người. Mời chị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Ngô Thị Hậu đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị là em ruột của bị hại, chị có biết anh mình bạo hành
ngược đãi bị cáo thường xuyên không? Dạ thưa hội đồng xét xử, anh trai tôi á chết oan quá à. Anh tôi á không bao giờ mà đánh người vô cớ hết á. Tại bà ta hết á. Tại bà ta gây chuyện á, cho nên anh tôi mới phải dạy dỗ. Vậy đó mà nỡ lòng nào bà ta chém chết anh tôi. Anh ơi là anh chết thảm quá à anh ơi. Đề nghị chị trả lời đúng câu hỏi của hội đồng xét xử đưa ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đã được điều tra rõ và bạo lực gia đình là phạm pháp. Không ai có quyền dùng bạo lực thời gian dài để hành xử trong gia đình cả. Vậy chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi đề nghị là phạt thật nặng, rồi bồi thường cho gia đình chúng tôi nữa. Chứ giết người á mà xử có 4 năm tù à, sao mà đủ răn đe chứ. Mời chị ngồi xuống. Mời cháu Ngô Quang Bình đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Việc ba bạo hành mẹ, cháu có chứng kiến hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, nhiều lần ba đánh đập mẹ, tất cả tôi đều chứng kiến hết à. Có lần ba còn đánh mẹ gãy tay phải nhập viện. Vậy tại sao anh không tìm cách khuyên bảo ba mình? Dạ, thưa hội đồng xét xử, nhiều lần tôi có can ngăn nhưng đều bị ba đánh. Các cô chú ở bên tổ dân phố qua, khi các cô chú nó về thì ba lại càng đánh má nặng hơn nữa. Thực sự tôi thấy như vậy rất là xót. Nhưng má dặn phận làm con thì không được hỗn láo với cha, cho nên tôi cũng không biết phải làm sao. Vậy thì anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tuy má tôi là người gây ra án mạng, nhưng một phần cũng vì ba tôi lúc nào cũng đánh đập hành hạ má tôi, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Rất mong hội đồng xét xử và pháp luật khoan hồng, xử một mức án nhẹ nhất cho má tôi. Mời anh ngồi xuống. Bà Hồ Thị An, bà được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bây giờ bị cáo chỉ xin được đã lỗi với gia đình bên chồng. Bị cáo đã lỡ tay giết chồng thì cái tội lỗi này sẽ ám ảnh bị cáo suốt cả cuộc đời. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án để bị cáo còn về với gia đình thờ phụng và tạ lỗi cùng chồng. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ của vụ án và phần xét hỏi, phần tranh luận công khai tại phiên tòa được diễn ra ngày hôm nay, xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thị An đối với bị hại Ngô Sĩ Hải là giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Cộng thêm việc bị cáo bị bạo hành trong thời gian dài, luôn ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình, đó chính là tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 95 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị An 3 năm tù về tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Suốt nhiều năm dài chịu đựng người chồng vũ phu, biến mình thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng rồi, vì một lần phản kháng trong tình trạng tâm lý bị đè nén, chị trở thành tội phạm với tội danh giết người, mà người đó lại chính là chồng chị. Giết người là phạm tội, và bị cáo An sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc để răn đe. Nhưng ở góc độ là một người phụ nữ, tôi thương cảm và xót xa cho chị nhiều hơn là trách giận. Bởi con Dung xéo lắm cũng quằn, nhiều năm trời bị người chồng mê rượu chè, cờ bạc đánh đập, thì bị cáo còn sức đâu để chịu đựng thêm nữa. Tôi chỉ trách
là trách bị cáo phản kháng quá tiêu cực. Lẽ ra nên mạnh dạn ly hôn để giải thoát cho bản thân nếu cuộc sống hôn nhân vợ chồng không còn hạnh phúc. Hoặc nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương để giúp đỡ khi bị bạo hành, thì có lẽ bị cáo đã không rơi vào vòng lao lý như ngày hôm nay. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đến bây giờ với bị cáo chính là những đứa con của chị. Dẫu bị cáo đã phạm tội tày trời khi tự tay tước đi mạng sống người cha của con mình, nhưng chúng có lẽ cũng đã thấu hiểu được nỗi khổ của chị, nên vẫn xin tòa giảm án cho bị cáo. Tôi mong và tin rằng tình cảm đó của những đứa con sẽ là động lực cho bị cáo cải tạo thật tốt, chuộc lại lỗi lầm để sớm trở về làm lại